Giờ đây, chúng ta đã đạt đến một mốc trong sự phát triển khoa học, nơi chúng ta có thể dễ dàng phát minh ra những vật liệu không tồn tại tự nhiên trên trái đất. Một nhóm các nhà khoa học chịu trách nhiệm về khám phá đáng kinh ngạc này đã tìm cách tổng hợp một chất mà cho đến nay chỉ được tìm thấy trong thiên thạch. Vật liệu này được gọi là tetraethylene, là hỗn hợp của hai kim loại nickel và sắt. Chắc chắn rồi, chúng ta có rất nhiều nickel và sắt ngay trên hành tinh này, nhưng không phải ở dạng hỗn hợp chính xác như này. Sự khác biệt là khi hai kim loại này di chuyển trong không gian, trong các thiên thạch, chúng bị nguội đi trong hàng triệu năm trên hành trình của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể nghĩ về một thiên thạch như một chiếc máy giặt trôi nổi ấy. Chỉ là cái này không bao giờ ngừng hoạt động thôi. Nó tiếp tục quay vật liệu nhiều lần ở nhiệt độ rất thấp. Những điều kiện này chịu trách nhiệm tạo ra tetraethylene. Nhưng tại sao chất này lại quan trọng chứ? Hóa ra, chất độc đáo này cực kỳ hữu ích để tạo ra nam châm. Không phải nam châm nói chung mà là loại cao cấp, hay còn gọi là nam châm vĩnh cửu. Ngày nay, chúng được sử dụng trong rất nhiều máy móc đắt tiền, chẳng hạn như trong xe điện hoặc thậm chí trong tàu con thoi. Bạn có thể biết rằng nam châm là bộ phận quan trọng trong nhiều thiết bị chúng ta sử dụng ngày nay, đặc biệt là ở những thiết bị cần biến đổi năng lượng điện thành một loại chuyển động nào đó. Những thứ như đồng hồ điện mà các kim loại của chúng cần liên tục di chuyển để biết thời gian, hoặc ô tô cần một loại năng lượng nào đó để quay các bánh xe nhằm giúp phương tiện di chuyển. Vấn đề là hầu hết các nam châm này đều khá dễ sản xuất và khá rẻ, nhưng chúng không mạnh lắm, trong khi các thiết bị tiên tiến như tàu con thoi, chúng ta cần nam châm mạnh hơn. Chúng cần phải chống chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và lượng áp suất trong thời gian dài. Ví dụ, hãy lấy tàu con thoi đi. Bất cứ thứ gì chúng ta gửi vào không gian cần phải được bảo trì ở mức thấp nhất có thể. Tại sao? Bởi vì mỗi khi một thiết bị cần sửa chữa, thiết bị đó sẽ cần thực hiện một chuyến đi tới trái đất và quay lại. Điều này có thể cực kỳ tốn kém và thậm chí nguy hiểm nữa, đặc biệt là khi các phi hành gia cũng tham gia. Để một nam châm trở nên vĩnh cửu, nó cần chứa một thứ đặc biệt, đất hiếm. Nghe có vẻ giống như một loại bùa hộ mệnh trong sách giả tưởng, nhưng giải thích nó khá đơn giản. Các nguyên tố đất hiếm, còn được gọi là REE, là một tập hợp gồm 17 nguyên tố kim loại. Chúng có trong bảng tuần hoàn hóa học. Bạn biết đấy, thứ trong tiết hóa chứa rất nhiều nguyên tố mà hầu hết bạn chưa từng nghe đến. Dù bạn có thích hay ghét môn hóa, thì những nguyên tố này cực kỳ quan trọng vì ngày nay chúng được sử dụng trong hơn 200 sản phẩm. Tôi cá rằng đây là lần đầu tiên bạn nghe nói rằng bạn có những nguyên tố quý hiếm này trong nhà của mình. Hãy để tôi kể một vài món nhé. Điện thoại di động, ổ cứng máy tính, màn hình phẳng hoặc thậm chí cả tivi của bạn. Bạn thậm chí còn có những nguyên tố này trong ô tô của mình nếu bạn có một chiếc xe điện hoặc xe lai. Hầu hết thời gian, những nguyên tố này chỉ được tìm thấy với số lượng rất nhỏ trong các thiết bị này. Nhưng không có chúng, những tiện ích như vậy sẽ không hoạt động. Đó là lúc tetraethylene có thể có ích. Nó là một ứng cử viên sáng giá để thay thế các nguyên tố đất hiếm này. Tại sao chúng ta cần phải thay thế chúng ngay từ đầu? Chà, đối với người mới bắt đầu thì bởi vì chúng khá hiếm, rõ ràng là vậy, nhưng cũng bởi vì chúng quá đắt để trích xuất và xử lý. Hầu hết thời gian, các nguyên tố hiếm không được tìm thấy trong tự nhiên. Chúng được kết hợp với các chất khác và việc tách chúng ra cần rất nhiều thời gian và công sức. Nếu nguyên tố mới này có thể được phát triển tổng hợp trong phòng thí nghiệm, điều đó có thể có nghĩa là sẽ bớt mất công hơn trong tương lai để phát triển các công nghệ mới và tiên tiến hơn. Các nhà khoa học cũng vừa phát minh ra thứ đen nhất thế giới, hoặc vật liệu tối nhất trên trái đất. Hãy gọi nó như vậy. Trên thực tế, đó là một loại sắc tố có thể dễ dàng khiến mắt bạn bị nhầm lẫn. Bạn không thể xác định hình dạng và hình dạng của nó khi nhìn vào nó. Nó được gọi là Vanta Black và được làm từ các ống nano carbon. Chúng hấp thụ 99,96% tất cả ánh sáng chiếu vào bề mặt của chúng. Để so sánh, bất kỳ bề mặt màu đen tiêu chuẩn nào khác, chẳng hạn như bề mặt áo hoodie, tương hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn có thể tưởng tượng, đều có thể hấp thụ ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 95% đến 98% tia sáng. Thật dễ hiểu tại sao người ta mô tả vật chất này như một hố đen. Trông thì cực ngầu, chắc chắn là thế, nhưng tôi không nghĩ bạn trông đẹp trong bộ quần áo màu Fanta Black đâu. Đó là bởi vì hình dạng của cơ thể
con người sẽ trở nên vô hình hoàn toàn, và cuối cùng bạn sẽ trông phẳng như hai chiều. Cũng có một loại màu trắng nhất trong thế giới của chúng ta, nhưng nó có thể được tìm thấy một cách tự nhiên. Nó liên quan nhiều đến một loại côn trùng khá thú vị, bọ cánh cứng Cyphotillus. Nó được coi là loài gây hại ở Đông Nam Á, nhưng vảy trắng của nó có thể sáng hơn bất kỳ bề mặt trắng nào khác được tìm thấy trong tự nhiên. Các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ lưỡng loài sinh vật này và phát minh ra một loại lớp phủ siêu trắng mới. Chất được tìm thấy trong nó được gọi là chitin, một hợp chất hóa học có liên quan chặt chẽ với glucose. Nó phản chiếu ánh sáng rất tốt. Hầu hết các sản phẩm màu trắng mà chúng ta tìm thấy trong các cửa hàng ngày nay, như kem chống nắng hoặc kem đánh răng, đều có các hạt đặc biệt phản chiếu nhiều ánh sáng. Nhưng trong hầu hết chúng thì những hạt này là titan dioxide hoặc kẽm oxit. Bạn có muốn biết sắc tố trắng mới mạnh mẽ như thế nào không? Nếu đã từng phải sơn một bức tường màu trắng, bạn sẽ biết rằng cần sơn một vài lớp để làm cho bức tường trông sắc nét. Nếu bạn sơn nó với lớp phủ siêu trắng này, bạn sẽ chỉ cần một lớp phủ mỏng như sợi tóc thôi. Hóa chất này chưa có sẵn để sử dụng cho mục đích thương mại, nhưng sau khi các nhà khoa học hoàn thành thử nghiệm nó trong các môi trường khác nhau, chúng ta có thể bắt đầu thấy nó trong mỹ phẩm hoặc thậm chí là thực phẩm. Một nhóm tại Đại học Chicago đã phát minh ra một loại nhựa hoạt động giống kim loại hơn, ít nhất nếu chúng ta nhìn vào một đặc tính, và đó là khả năng dẫn điện. Các nhà nghiên cứu không có một lý thuyết rõ ràng về lý do tại sao nó hoạt động tốt như vậy. Nhưng các phân tử trong loại nhựa khác thường này được trộn lẫn với nhau theo cách dẫn điện tương tự như cách mà kim loại thực hiện. Trước khám phá này, kim loại là vật liệu duy nhất được sử dụng trong mạch điện. Để dòng điện di chuyển trong một thiết bị nhất định, nó cần phải đi qua một loại vật liệu nhất định. Nhựa thông thường không cho phép dòng điện chạy qua nó một cách trơn tru. Đó là lý do tại sao nhựa thường được sử dụng làm chất cách điện. Mục đích của nó là để bảo vệ chúng ta khỏi bị điện giật khi chạm vào thiết bị điện. Phát hiện này rất quan trọng vì nó có thể dẫn chúng ta đến nhiều vật liệu dẫn điện hơn nhưng dễ tạo hình hơn. Trái ngược với nhựa, kim loại thường cứng hơn và cần được xử lý đặc biệt để hoạt động bình thường bên trong mạch điện. Làm thế nào về một vật liệu nhân tạo hoạt động như thể nó sống chứ? Các chuyên gia của Đại học Cornell cũng đã phát minh ra cái này. Vì vậy, vật liệu này hoạt động thế nào? Để bắt đầu, nó có 3 thành phần chính của mọi sinh vật sống: trao đổi chất, tự lắp ráp và tổ chức. Tuy nhiên, nó không sống mặc dù trông giống như chất nhờn đang di chuyển thật. Trên thực tế, nó được tạo ra từ các polymer đặc biệt, được tổ chức thành chuỗi và có thể phát triển cũng như thay đổi kích thước. Về cơ bản, chúng cung cấp cho vật liệu này các đặc tính giống như ADN của chính nó. Các nhà nghiên cứu đã gọi toàn bộ dự án là DASH. Một loạt hóa chất tham gia vào quá trình tạo ra vật liệu này có thể biến môi trường bên ngoài của nó thành năng lượng, giống như cơ thể chúng ta vậy. Các nhà khoa học không tìm cách tạo ra người máy giống con người đâu, đừng lo lắng. Về cơ bản là vật liệu này không sống, nhưng họ đang tìm cách mở rộng nghiên cứu hiện tại của mình sang việc tạo ra các vật liệu có thể tái tạo và do đó giảm thiểu chất thải. Thông tin mà nó được lập trình sẵn, tương tự như ADN của con người, là một loại bản hướng dẫn được thiết lập sẵn. Nó cho phép vật chất biết cách xử lý và phải làm gì khi chịu áp lực. Các nhà khoa học làm việc trong dự án này hy vọng rằng một ngày nào đó, loại vật liệu này thậm chí có thể tự tái tạo.